trong đường Phật đạo cầu xin cho các thiền tính khỏi bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu sa thu lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang kata bang kiri yang mamaka yena wacha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye chasata asanino katang punya palang mai hang sabbe phagi hawan tute ye tang ka tang su vi di tang din nang punya palang maya ye chatat tatha na cha nan ti te wa gan toa ni ve da yung sabbe lokam hi ye sata chi wan ta ha he tu ka manu nyang pho cha nang sabbe la phan tu mama che tha ti. Bất cứ thiện nghiệp nào và hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Chúng sanh hữu tưởng nào và chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thọ thích nhận phần phước thật do tội hướng với tâm hoan hỷ. Hi đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Hi đăng vô ta mê pu nhang a sa vá kha yô vá hàng hô tu. Vẫn còn thời gian, con xin đọc bài rải tâm từ. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe taraya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparima ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetima ya disa ya sata avera sukhi hontu.
nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu niddukha hontu apyapaccha hontu anicca hontu dikkhayukha hontu arogha hontu sampatti samicchantu sukhi attanam pariharantu dukkha patta caniddukha phaya patta chani phaya soka patta chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ để giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy á. Con đã xong phần lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước này đến với đạo tràng, đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, vẫn còn 3 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Hồi nãy các con bắt đầu lễ bái tam bảo sớm 2 phút. Không biết sư bây giờ rảnh tay có chút máy hay chưa. Con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình học câu pháp cú hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thượng đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 348. Chúng tôi đưa lên câu Phật ngôn để quý vị thấy rõ ha. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo rất tình ác thay giác sát quân đà mỹ quý thù má hề si ở ra hằng tất thà gá tù lù quý tâm mù sắp bá gá rù hít chệt thà tù lù cá sá sá thà chánh á đầm mó phù quý đồ quần đà má hành tầm lá rá phù cha này giác rằng Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài vật trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng. Tôi thường giáo chủ tri lâm vô lượng tư đế, ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Thầm mô bất đi bồ giá ta sơ sát tu nô lô ca nó mạnh thá sơ quý nà ca rô cô sắp và nhu bút thấp bất đi phù thi sành nhá tù vần đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giá cần pháp bảo với như ánh vàng, như lai sôi sáng, vẹt màn, vô minh, phá tan lầm đặc chúng sinh, đầy dụng Phật tổ, quang minh rõ ràng. Còn xin đại lễ Pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô vi số thô su bát tát sa sa quốc cô sét tha su ca mô ra thầm mất sét ta cô nin đà bất sang sa di an à đa rô quá rô vần đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác tăng
Tam bảo tinh vong Phật Đà, tâm một mông rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trầm, xa lìa tiểu pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hì, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate nasikame tuva thanantasa vi anupave nasahasaye nasachatu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia Phần Tán Dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào và học ngày hôm nay câu Phật ngôn 348. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Như thường lệ chúng tôi đọc trước và quý vị sẽ nghe nhận định trường âm và đoạn âm, rồi quý vị phân tích đọc lại, rồi khi đó chúng ta sẽ đi vào duyên sự rồi thảo luận về câu Phật ngôn 348. Mùn cha phụ về mùn cha bắt cha tổ mùn cha phụ về mùn cha bắt cha tổ mùn cha phụ về mùn cha bắt cha tổ. Câu số 2. Mắt chê mùn cha phâu quá sa pa ra gù mắt chê mùn cha phâu quá sa pa ra gù mắt chê mùn cha phâu quá sa pa ra gù. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Mùn cha phu về mùn cha bắt cha tổ mắt chê mùn cha phâu quá sa pa ra gù mùn cha phu về mùn cha bắt cha tổ mắt chê mùn cha phâu quá sa pa ra gù mùn cha phu về mùn cha bắt cha tổ mắt chê mùn cha phâu quá sa pa ra gù. Bây giờ chúng ta đến câu số 3 và câu số 4. Sikha có thấy rõ bài không ạ? Nên đưa bài lên cho Sikha thấy ha. Bây giờ câu số 3 và câu số 4. Sabbathavimuttamanaso Sabbathavimuttamanaso Sabbathavimuttamanaso. Rồi bây giờ chúng ta đến câu cuối cùng. Nam phụ nàng cha tí chắc rằng upe si Nam phụ nàng cha tí chắc rằng upe hi si Nam phụ nàng cha tí chắc rằng upe hi si. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. Xong. Sabbathavimuttamanaso napunang cha ticha rang upe hisi Sabbathavimuttamanaso napunang cha ticha rang upe hisi Sabbathavimuttamanaso nam phụ nàng cha thi cha rằng upe hi si. Rồi chữ đỏ của sư Nhật Quỳnh thấy dễ thấy hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên câu này. Ở đây chúng ta đọc được hai giọng ha, chứ không phải một giọng. Giọng thứ nhất: mùn cha phụ về mùn cha bát cha tô mát chê mùn cha phao quá sa bà rắc phù. Chúng ta tới chữ gu này chúng ta dừng lại, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm ha. Tiếp tục sắp bát tha quy mốt tâm mà na sổ na phúc nàng trà tí chắc rằng u pê hi si mùn cha phú rè mùn cha bát cha tô mắt
Chemun chapawasaparau Sapatavimotamana so napunang chatichalang upe hisi. Các lập thứ hai. Mun chapore mun chapat chato mache mun chapawasaparau Sapatavimotamana so napunang chatichalang upe hisi. Mun chapure mun chapat chato mache mun chapawasaparau Sapatavimotamana so napunang chatichalang upe hisi. Như vậy dòng kinh thì chúng ta có thể đọc theo hai cách ha. Cách thứ nhất là chúng ta dừng lại cuối câu số 2, và cách thứ hai thì chúng ta đọc nguyên một bài ha. Rồi bây giờ qua dòng kệ. Dòng kệ thì chúng ta đọc một lần hai câu ha. Đừng bao giờ cái dòng kệ mà chúng ta dừng lại từng câu một, quý vị cố gắng ha. Chúng ta đọc một lần hai câu để nương nhau. Chúng ta đọc mà một lần một câu á, thì nó có vẻ nó đứt quãng và nó không có liền lạc. Quý vị cố gắng ha. Mun cha bu re mun cha bát cha tu man che mun cha pa wan sa pa lu sam ban tha wi mun ta ma na su na pu nang cha ti cha ram u pe hi si mun cha bu re mun cha bát cha tu man che mun cha pa wan sa pa lu sam ban thao vi môn tâm na su na pu nam cha ti cha răng u pe hi se môn cha bu re môn cha ba cha tu ma che môn cha pa wan sa pa ra u sam ban thao vi môn tâm na su nam bu nam cha ti cha răng u pe hi si bỏ quá hiền vị lai đến bờ kia cuộc đời ý giải thoát tất cả chỉ quấn tại sân nhà. Rồi bây giờ xin mời quý vị phân tích trường âm, rồi đọc theo cái giọng tính, rồi đọc theo giọng trẻ. Sa tú Sikkim là người đưa tay đầu tiên đã đoạt được giải căn đảm rồi nha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Giải căn đảm hay giải gì cũng không cần biết, miễn lên đọc trước, lúc trước. Với lại con thấy mấy em rài, con nói thiệt á, con thấy sư không có khỏe đó. Con thấy sư cố sư lướt đó, con cũng ớn dữ lắm. Coi con lên trước thanh toán hết sư. Sư bây giờ con mời sư đi uống trà, nghỉ giải lao sư cho khỏe sư. Để con thanh toán hết cho sư. Quý vị có nghe tôi rõ không quý vị? 1 người, 2 người. Hồng Thị Kim Nhung, Thiên Vũ, Thanh Thoản, dạ cô rồi, 3 người đủ rồi. Vậy là đường wifi ok ha, good ha, không có bị cắt ha. Dạ, con xin bữa nay muốn cà kê dây ngỗng cũng được. Sư không khỏe thì cho sư nghỉ khỏe đi. Có cà kê dây ngỗng sư cũng không có la gì đâu. Sư mệt rồi. Thôi đọc đi cho rồi. 4 người. 1, 2, 3, 4. Văn Nhật Hạ vậy nè. Ok. Văn Nhật Hạ là canh mánh tôi dữ lắm á. Thấy mà tôi không lên là nhắc nhở liền đó. Không có trốn được cái Văn Nhật Hạ này nha. Chỉ có một em này đó là mail trong cái đạo tràng này là mở mắt to vô. Coi người nào chưa làm xong là kéo đầu lên. Có quạnh khoan nữa. Dạ thôi đọc cho rồi. Nói cài gây dây ngỗng vậy, ghét quá. Dạ con xin
đọc kinh Pháp Cú câu 348, đọc kinh, đọc kệ, phân tích. Dạ, rồi đọc đi. Mùn chấp phú rê, mùn chấp phát cha tô, mấp chê, mùn chấp phát quát sa phà ra gù, sắp đắc tha quý múc ta mà ná sô, ná phú nặng chà tí giá răng ú phê khí xí. Mùn chấp phú rê, mùn chấp phát cha tô, mấp chê, mùn chấp phát quát sa phà ra gù, sắp đắc tha quý múc ta mà ná sô, ná phú nặng chà tí giá răng ú phê khí xí. À, phân tích câu 1, câu 2. Mùng trường âm nhắn, chá phú hai đoạn âm, rê trường âm thông thường, mùng trường âm nhắn, chá đoạn âm, phát trường âm nhắn, chá đoạn đoạn âm, tô trường âm thông thường. Câu 2, mấp trường âm nhắn, chém thông thường, mùng trường âm nhắn, chá phá hai đoạn âm, quát trường âm nhắn, xá đoạn âm, pha trường âm thường, rá đoạn âm, gu trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, đọc từ từ nha, đọc chậm. Mùng chá phu rề, mùng chá phát chá tồ, mắp chề, mùng chá phát quát xá phà ra gù. Rồi đọc hai câu 3, câu 4 rồi phân tích. Sắp đắc tha quý múc ta mà ná sô, na phu nằng chà tí gia rằng u phê hí xí. Sắp đắc là hai trường âm nhắn, thá quý là hai đoạn âm, múc trường âm nhắn, tá đoạn âm, mà trường âm thông thường, ná đoạn âm, sô trường âm thông thường. Câu số 4, ná phú hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, tí chá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, thê trường âm thông thường, hí xí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4. Sắp đắc thá quý múc ta mà ná sồ, ná phú năng chà tí chá răng ú thê hí xí. Đọc lại hết nguyên bài từ câu 1 đến câu 4. Mùng chá phú rề, mùng chá phát chá tô, mấp chê, mùng chá phát quách sa phà ra gù, sắp đắc tha quý múc ta mà ná sô, ná phú nằng chà tí chá răng ú phê khí xí. Mùng chá phú rề, mùng chá phát chá tô, mấp chê, mùng chá phát mấp chê, mùng chá phát quách sa phà ra gù, sắp đắc tha quý múc ta mà ná sô, ná phú nằng chà tí chá răng ú phê khí xí. Bây giờ đọc kệ. Mùng cha phu rê, mùng cha phát cha tô, mập chê mùng cha phá quát sa phá ra gù, sắp bát tha quỳ mục ta ma na sô, na phu năng cha ti cha răng u phê hi si. Mùng cha phu rê, mùng cha phát cha tô, mập chê mùng cha phá quát sa phá ra gù, sắp bát tha quỳ mục ta ma na sô, sắp đắc tha quỳ múc ta ma na sô, na phu năng cha ti cha răng u phê hi si. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng tại sanh già. Đó là quản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thấy chưa, tôi nói rồi, sư không cho một cái bông hoa nữa trơn á, sư mệt rồi, sư đi uống trà nghỉ mệt rồi. Đợi sắp hết mùa chưa thấy cô Kim bị sai. Vậy mà hôm kia có người đòi không, cái người nào tên, cái nickname tên học trò đó, ngon lành lắm, tôi chưa thấy lên đây đọc bao giờ, nói bỏ phần phân tích đi Giang Nhật Hạ. Tôi nói người này nói chuyện với sư, sư đi, chứ tụi này dân chủ lắm, ai muốn gì thì nói điều kiện mình để sư Chí Đức đi. Tôi có nói lại là nếu không phân tích thì biết đâu là trường âm đoạn âm, đâu mà đọc, đâu phải ai cũng giỏi đâu. Ở đây có nhiều người học lâu đó, có nhiều khi phân tích cũng sai, nó như nguyên trang đó, đọc cũng sai nữa đó. Tôi đâu có dám đâu, ai muốn làm gì thì cứ nói chuyện với sư đi. Sư là trưởng trong cái room mà, có mở thì đấu với sư đi, không thể làm ông sư luôn đi, mở cái gì đó, cái đạo tràng online làm mình cho nó đã đi.
Cảm ơn quý vị đã cho bông qua nha. Bây giờ mời quý vị kế tiếp. Cảm ơn quý vị nha. Bye. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính đảnh lễ quý chư tăng. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 348. Mun cha bu re mun cha bách cha tô mát chê mun cha pha vát sa pha ta hù. Câu 1, câu 2. Mun, trường âm nhấn. Cha, cú là hai đoạn âm. Re, trường âm thông thường. Mun, trường âm nhấn. Cha, đoạn âm. Pháp, trường âm nhấn. Cha, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Mát, trường âm nhấn. Chê, trường âm thông thường. Mun, trường âm nhấn. Chá, phá, hai đoạn âm. Vát, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. Tha, trường âm thông thường. Rá, đoạn âm. Ngu, trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Mun, cha bú rê, mun, cha bắc, cha tô, mát, chê, mun, cha phá vát, sáp, á, ra hù. Câu 3, câu 4. Sáp, bát, tha, vi, mút, ta, mà, na, sô, nắp, u năng cha ti cha rằng u pê khi si sát trường âm nhấn sát bát là hai trường âm nhấn thá ví là hai đoạn âm mốt trường âm nhấn á đoạn âm ma trường âm thông thường ná đoạn âm xô trường âm thông thường ná phú hai đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm cha trường âm thông thường tí chá hai đoạn âm răng trường âm thông thường ú đoạn âm p trường âm thông thường chí xí hai đoạn âm con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sáp bát tha vi mút ta ma na so na pu năng cha ti cha răng u p chí xí con xin đọc lại như câu pháp cú 348. Mun cha pu re mun cha bát cha tô mát chê mun cha pha vát sapa rahu sap bat thavi mut tamano napu nang cha ti cha rang upe hisi. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huyền, cảm ơn Thịnh Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn Đinh Giang Nhật Hạ, anh Phan đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính con kính đảnh lễ cô tư nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Mùng cha bu rê, mùng cha bách, cha tô mách. Chê mùng cha pha hoa sa pa ra vù sa ba tha huy mút ta ma na so na bu nang cha ti cha rằng u pê hi si mùng cha bu rê mùng cha bách cha tô mách chê mùng cha pha hoa sa pa ra vù sa ba tha huy mút ta ma na so na bu nang cha ti cha rằng u pê hi si bỏ quá hiện vị lai đến bờ kia cuộc đời ý giải thoát tất cả chớ vướng tại sanh già là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích câu ạ. Mung là trường âm nhấn, chá bú là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, mung là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm,
tô là trường âm thông thường ở câu số 2, mách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, mung là trường âm nhấn, chá, phá là hai đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường. Mùng cha bu rê, mùng cha bách cha tô mách chê, mùng cha pha wa sa ba ra vu. Câu 3 và câu 4. Sắp bát là hai trường âm nhấn, thá quý là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Ná, bú là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tí, chá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, bê là trường âm thông thường, hí, xí là hai đoạn âm. Sắp bát tha quy mốt ta mà na sổ na bu năng cha ti cha răng u bê hí xí. Mùng cha bu rê, mùng cha bách cha tô mách chê, mùng cha pha hoa sa ba ra vô sắp. Bát tha quy mốt ta mà na sổ na bu năng cha ti cha răng u bê hí xí. Dạ con xin kệ ạ. Mùng cha bu rê, mùng cha bạch cha thô mách chê, mùng cha pha quá sa pa ra vô sắp bát tha quy mốt ta mà na sổ na bu năng cha ti cha răng u bê hi si. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong, con xin xuống mic ạ. Dạ có sai xin nhờ đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Xin cảm ơn đạo tràng. Dạ thân mời Hà. Dạ cảm ơn chị Nhung. Nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính anh đây Thi Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng, rồi con xin chào bạn. Mùn cha bu rê, mùn cha bát cha tô mắt chê, mùn cha phá hoa sa bà ra gù sát ba tha quy mê. Dạ con xin xăm hỏi sát ba tha quy mút ta mà na sô nát bu năng cha ti cha răng u bê hi si. Mùn cha bu rê, mùn cha bát cha tô mắt chê, mùn cha pha hoa sa ba ra gù ra gù sắp ba tha quy mút ta mà na sô na bu năng cha ti cha răng u bê hi si. Mùn cha bu rê, mùn cha bát cha tô mắt chê, mùn cha pha hoa sa ba ra gù. Mùn là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, bú là đoạn âm, rê trường âm thông thường, mùn là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Mùn cha bu rê, mùn cha bát cha tô mắt chê, mùn cha pha quá sa bà ra u. Mắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, mùn là trường âm nhấn, chá là chá phá là hai đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường. Mùn cha bu rê, mùn cha bát cha tô mắt chê, mùn cha pha hoa sa bà ra gù sát ba tha quy mút ta mà na sô nát bu năng cha ti cha răng u bề hi si. Sát là trường âm nhấn, bá sát bá là hai trường âm nhấn, thá quý là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Sát
Tatha vimutta manaso na bút nằng trà ti cha nằng bu đề hi sĩ. Ná là đoạn âm, ná bú là hai đoạn âm, năng là trường âm thông, đọc theo giọng nguyên âm. Ta là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tí trá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, b là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Sắp ba tha vi mút ta mà na sô na bu nằng trà ti cha rằng u bề hi sĩ. Xin đọc. Mùn cha bu rề mùn cha bát cha tô mắt chề mùn cha pha qua sa bà bu ra gù sắp ba tha vi mút ta mà na sô na bu nằng trà ti cha rằng u bề hi sĩ. Con xin kể. Mun cha pu re mun cha pa cha to man che mun cha pha pha wa sa ba ra gu mat che wi mun ta ma na so na bu rang na bu nang cha ti cha rang u be hi si. Bỏ quá hiện vị lai đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả chớ vướng tại sanh già. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin nhường mic cho vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 348 ạ. Mun cha bu re mun cha bát cha to mắt che mun cha pha vát sa bà ra gu sắp bát tha vi mút ta mà na sô na bu năng cha ti cha rằng u bề hi si. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Mun cha bu re mun cha bát cha to mắt che mun cha pha vát sa bà ra gu mun là trường âm nhấn, chá bú hai đoạn âm, re trường âm thông thường, mun trường âm nhấn, chá đoạn âm, bát trường âm nhấn, chá đoạn âm, to trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, mun trường âm nhấn, chá phá hai đoạn âm, vát trường âm nhấn, xá đoạn âm, ba trường âm thông thường, rá đoạn âm, gu trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Sắp patha vi mutta ma na so na bu nang cha ti cha rang u be hi si. Và sắp bát là hai trường âm nhấn, thá ví là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, ná bú hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, tí, chá, hai đoạn âm, răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú, đoạn âm, bê, trường âm thông thường, hí, xí, hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại. Mùn cha bu rê, mùn cha bát cha tô mát chê, mùn cha phá vát sa bà ra gù, sắp bát tha vi mút. Ta ma na so na bu nang cha ti cha rang u be hi si. Mun cha bu re mun cha bat cha to mat che mun cha pha vat sa ba ra gu. Sap pa tha vi mut ta ma na so na bu nang cha ti cha rang u be hi si. Bỏ quá hiện tại hiện vị lai
đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng tại sanh già, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Munchabure munchabanchato Matche muncha favasa paragu Sambhatavi mutamana so Nabunang cha ticharang ubehisi. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Kính chào quý chư tăng, các cụ và các cô tu nữ. Kính chào các toàn thể đạo tràng. Xin cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu ạ. Mun chapure mun chapachato macche mun chapawasapa ragu sát bát tha vi mút ta mà na so na pu nằng cha tí cha rằng u pe hi si nguồn cha pu re nguồn cha bát cha to mắt che nguồn cha pha wa sa pa ra gu sát bát tha vi mút ta mà na so na pu nằng cha tí cha rằng u pe hi si. Dạ xin phân tích câu 1 và câu 2. Nguồn cha pu re nguồn cha bát cha to mun là trường âm nhấn, chá, pú là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, mun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu số 2, mắt chê mun chá phá quát xá pa ra gù, mắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, mun là trường âm nhấn, chá, phá là hai đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường. Mun chapure mun chapachato macche mun chapawasapa ragu. Câu số 3 và câu số 4. Sabbatha vimuttama naso napunang cha ticha rằng upe hi si. Câu số 3. Sabbat là hai trường âm nhấn, thá quý là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Sắp bát thá quý mút tá ma ná sô. Câu số 4. Ná pú năng chà tí chá răng ú pê hí xí. Ná pú hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tí chá là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, p là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Mun cha pu re mun cha pat cha to mat che mun cha pha wa sa pa ra gu sap bat tha vi mut ta ma na so na pu nang cha tí cha rằng u pe hí xí. Bỏ qua hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng lại sanh già. Đó là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin đọc kệ ạ. Mun cha pu re, mun cha pan cha to, mat che mun cha pha wa sa pa ha gu, sat bat tha vi mut ta ma na so, na pu nang cha ti cha rang u pe hi si mun cha pu re mun cha pan cha to mat che mun cha fa wa sa pa ha gu sa ba tha vi mut ta ma na so na pu nang cha ti cha rang u pe hi si. Dạ xin cảm ơn Sis Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con kính chào ngài Chí Đức, có gì sai xin sư chỉ giùm con. Dạ xin cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic, xin nhường cho bạn kế tiếp.
Dạ, mọi người đã nghe con nói rõ chưa ạ? Dạ, xin cảm ơn quý đại tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 348 ạ. Mun cha pu re mun cha pa cha to mat che mun cha pa pa sa pa ra gu sa ba tha quy mu ta ma na so na pu nang pa chi cha cha ti chan rang u pe hi si mun cha pu re mun cha pa cha to mat che mun cha pa pa sa pa ra gu sa pa tha quy mu Sabbatha vi mutama mutama na so na punang pa chit pati chanang upehisi muncha pure muncha pachato matche muncha fagasa vasapara vu sabbatha sabbatha vi mutama na so Mana so na pu nang cha ti cha rang upe hi si. Con xin phân tích ạ. Mun là trường âm nhấn, cha pu là hai đoạn âm, re là trường âm thông thường, mun là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, pach là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, to là trường âm thông thường. Mat là trường âm nhấn, che là trường âm thông thường, mun là trường âm nhấn, cha phá là hai đoạn âm. Gas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường. Sapat là hai trường âm nhấn, thá quý là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. So là trường âm thông thường, ná pú là hai đoạn âm, năng là trường âm giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tí chá là hai đoạn âm, răng là trường âm giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, p là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm ạ. Con xin đọc lại. Mun cha pú re mun cha pa cha to mat che mun cha pha qua sa pa pa ra gu sabbatha vi mutta ma na so na pu nang cha ti cha cha ti rang upehi si mun cha pu re mun cha pa cha to mat che mun cha pha qua sa pa ra gu sabbatha vi mutta ma na so na pu nak na pu nang cha ti cha rang upehi si mun cha pu re mun cha pa cha to mat che mun cha pha qua sa pa ra gu sabbatha vi mutta ma na so na pu nang cha ti cha nang upehi si bỏ quá hiện vị lại đến bờ kia cuộc đời ý giải thoát tất cả chớ vướng tại sanh già. Con xin hết ạ, con sai, con xin sư và quý đạo tràng sửa cho con ạ, con kính cảm ơn và con xin mời Six the Man ạ. Con xin xuống mic ạ. Alo. Dạ. Con xin kính lễ quý sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu Kinh Pháp Cú số 348. Dạ, để con kéo bài. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Mun cha bu re mun cha bắc cha tô mắt chê mun cha pha vát sa bà ra gù sắp bát ta vi mút ta mà na sô na bu nặng cha ti cha rằng u bê hi si. Dạ, chào con chút xíu, con kéo cái bài lên. Dạ, mun cha bu rê, mun cha bắc cha tô. Chữ mun là trường âm nhấn, chữ chá, chữ bú là hai đoạn âm, chữ rê là trường âm thông thường, chữ mun là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, chữ bắc là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường. Mắt chê mun cha pha vát sa bà ra gù, chữ mắt là trường âm nhấn, chữ chê là trường âm thông thường, chữ muôn là trường âm nhấn,
chữ chá là đoạn âm, chữ phá là đoạn âm, chữ vát là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm, chữ ba là trường âm thông thường, chữ rá là đoạn âm, chữ gu là trường âm thông thường. Mùn cha bu rề, mùn cha cha tô mắt chê, mùn cha pháp vát sa bà rá gu, câu 3 và câu 4. Sabbatha vimutta manaso nam u nang cha ti cha rằng u bề hi si. Chữ sắp là trường âm nhấn, chữ báp là trường âm nhấn, chữ thá là đoạn âm, chữ ví là đoạn âm, chữ mút là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ ma là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ xô là trường âm thông thường. Nạp u nằng chà ti cha đằng u bề hí xí, chữ ná là đoạn âm, chữ bú là đoạn âm, chữ năng là trường âm nhấn, chữ cha là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm, chữ chá là đoạn âm, chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ú là đoạn âm, chữ bê là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm, chữ xí là đoạn âm. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Mình cha bu rề, mình cha bắt cha tô mắt chề, mình cha pháp vát sa bà ra gù, sắp bát ta vi mút ta mà na sô na bu nặng chà ti cha rằng u bề hi si. Mình cha bu rề, mình cha bắt cha tô mắt chề, mình cha pháp vát sa bà ra gù, sắp bát ta vi mút ta mà na sô na bu nặng chà ti cha rằng u bề hi si. Bỏ quát hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng tại sanh già. Dạ con xin xuống mít, nếu mà con có sai xin nhờ quý vị trong lớp sửa bài dùm cho con. Dạ xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ, con kính chào đạo tràng và dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết là tín hiệu là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú 348. Dạ, 348. Mùn chá bú rê, mùn chá bắc chá tô, mắc chê mùn chá phá quát sá bà ra gù, sắp bát tha vi mút ta mà na sô, na bu nằng chá ti chá răng u bê hi si. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Câu số 1. Mùn chá bú rê, mùn chá bắc chá tô. Dạ mùn là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, bú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, mun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và câu số 2, mắt chê mun chá phá vát sa bà ra gù, mắt là trường âm nhấn, chê là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, ngôn là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, phá là đoạn âm, vát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường. Dạ câu số 3 và câu số 4. Sắp bát tha vi mút ta mà na cột sô, nạp bu nằng chà ti cha rằng u bề hi si. Câu số 3, sắc là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ví là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, và sô là trường âm thông thường. Và câu số 4, ná là đoạn âm, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tí chá là hai đoạn âm, mờ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, và b là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Dạ
con đọc lại câu 348. Mun cha bu re mun cha bắc cha tô mắc chê mun cha pha wát sa bà ra gù sắp bát tha vi mút ta mà na sô na pu năng cha ki cha rằng u bê hi xí. Dạ con đã xin đọc bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng tại sanh già. Dạ. Tôi xin kể câu Pháp Cú 348. Mùn cha bu rê, mùn cha băng cha tô, mắc chê mùn cha bà quảnh sa bà ra gu. Sầm bánh tha vi mụt ta ma na so na bun năng cha ti cha răng u bê hi si. Dạ con đấy đọc xong, dạ con phân tích xong, con có sai con không ngại giờ đạo tràng sửa lại giùm con. Dạ xin kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài lên. Bây giờ xin mời bàn tay của chiếc lá mùa xuân ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con xin kính lãnh lễ ngài chị Đức, con xin kính chào tràng. Con xin đọc câu Phật môn 348. Mun cha bu re mun cha bát cha tô ma che mun cha pha wát sa ba ra gu. Môn là trường âm nhấn, chá bú là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Môn là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Mách là trường âm nhấn, chê là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Môn là trường âm nhấn, chá, phá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường. Môn chá bu rê, môn chá bách, chá tô, mát chê, môn chá phá quát xá bà ra gu. Mùn chá bú rề, chá bách, chá tô, mắt chê. Mùn chá phá quát xá bà ra gù. Sắp bách tha huy mút ta mà ná sô. Ná bú năng chà tí chá răng ú bê hí xí. Sắp là trường âm nhấn. Sắp bách là hai trường âm nhấn. Thá quý là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chà là trường âm thông thường, tí, chá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, bê là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Sắp bát tha quy mút ta mà ná sô ná bu năng chà tí cha rằng u bề hí xí. Sắp bát tha quy mút ta mà ná sô ná bu năng chà tí cha rằng u bề hí xí. Mùn chá bu rề mùn chá bát cha tô ma chê mùn cha pha wát sa bà ra gù sắp bát tha quy mút ta mà na sô na bu năng cha tí cha rằng u bề hi xí. Mùn cha bu rê mùn cha bát cha tô ma chê mùn cha pha wát sa bà ra gù sắp tha quý mút ta ma na sô
Na punang cha ti cha rang upe si. Bỏ quá hiện tại, bỏ quá hiện vị lai đến bờ. Khi cuộc đời ý giải thoát tất cả chớ vướng tại sanh già. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin, đã đọc xong con xin xuống mít ạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, sư Pháp Trang cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Chị tắt 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 cái kia giùm em cái, không thì bật nhỏ âm lại cho nó nên nó. Con thành kính đảnh lễ cô Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Cô Như Quỳnh ơi, vừa đọc rồi phân tích luôn hay cô? Do nãy vừa dẫn cha xuống dưới nhà vệ sinh con không có biết nữa. Dạ, con cảm ơn cô. Mun cha bu re mun cha bắc cha tô mát chê mun cha cha phá quát sa bà ra gù sáp bát tha vi mút ta mà ná sô ná bu nành chà tí cha rằng u bề hí xí mùn cha bu rề mùn cha bắc cha tô mát chê chê mùn cha phá quát xá bà ra gù sáp bát sáp bát tha vi mút ta mà na sô na bu nằng chà tí cha rằng u bề hí xí. Dạ con xin phân tích câu số 1. Mùn cha bu rề mùn cha bắc cha tô. Mùn là trường ảnh nhắn, cha bú là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, mun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, bắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, mun là trường âm nhấn, chá phá là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường. Câu số 3. Sáp là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ví là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Câu số 4. Ná là đoạn âm,
Bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tí là chá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ú đoạn âm, b là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Mun cha bu re mun cha bắc cha tô mắt chê mun cha phá quát sa bà ra gù sáp bát tha vi mút ta mà na sô na bu nành cha tí cha răng u bề hí xí. Dạ con xuống mít kìa. Nam mô Bụt Tha giá và sa thú kính cảm ơn Phổ Biển và Minh Tánh Quy Nhân và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và vừa Minh Tánh mà vừa Phổ Biển vậy mà đọc không hết câu kệ, giỡn quá là giỡn được. Và cảm ơn Hồng Mai. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Còn thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và còn vị nào chưa trả bài, kính mời bằng tay ạ. Dạ, còn vị nào thì chưa trả bài, kính mời bằng tay. Thanh thủy vô rồi treo áo ngủ mất tiêu luôn rồi, không thấy nhúc nhích gì hết. Dạ con xin được. Dạ có chị Meta, dạ mời chị trả bài trước nha. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Meta không? Dạ cảm ơn quý vị cho biết đã được nghe âm thanh rõ. Dạ hôm nay mất ta vào đạo tràng trễ quá, tại vì đêm hôm cũng có việc cho nên ngủ thời gian ít quá, cho nên bây giờ người cũng không có được khỏe, nhưng mà vào được thì cố gắng. Dạ cũng cố gắng trả bài. Dạ trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài câu pháp cú 348. Mun cha bú rê, mun cha bắc cha tô mắt chê, mun cha phá quát sa bà ra gù sắp bát thá vi mút tá ma na sô na bu nàng cha tí cha răng u bề hi xí. Và câu thứ nhất, mùn chá bú rề, mùn chá bắc chá tô. Mùn trường âm nhấn, chá đoạn âm, bú đoạn âm, rề trường âm thông thường. Mùn trường âm nhấn, chá đoạn âm, bắc trường âm nhấn, chá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Và câu thứ hai, mắt chê mùn chá phá quát xá bà ra gù mắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, muôn trường âm nhấn, chá đoạn âm, phá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá đoạn âm, na ba trường âm thông thường, rá đoạn âm, gu trường âm thông thường. Và hai câu, muôn chá bú rề, muôn chá bắc chá tô mắt chê muôn chá phá quát sa bà ra gu. Và câu 3 và câu 4, sắp bát là hai trường âm nhấn, thá
đoạn âm, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, tá đoạn âm, ma trường âm thông thường, ná đoạn âm, xô trường âm thông thường, ná bú hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, tí chá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, b trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Dạ, con đọc lại hết bài. Mun cha bú rê, mun cha bắt cha tô, mắt chê, mun cha phá quát, sá bà rá gù, sắp bát thá quý mút, tá mà ná sô, ná bú nằng, cha tí cha rằng, u bề, hí xí. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng tại sanh già. Dạ. Dạ, con cũng kể luôn. Mùn cha bu rê, mùn cha bắc cha tô, mạch chê muôn cha phà quát, xa ba ra gồ, sập bạch tha quy một tả ma, na sô, na bu năng, cha tí cha răng, u bê hi si. Dạ, mấy ta có chỗ nào sai thì xin đạo tràng nhắc nhở dùm. Dạ, Metta xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Metta. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, nếu mà vị nào chưa ra bài thì đưa bàn tay. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin trả bài ạ. Vị nào chưa trả bài thì xin đưa bàn tay ạ. Con xin trả bài câu pháp cú 348. Cảm ơn Như Quang. Cha bu rê muôn cha bát cha tờ mạch chệ muôn cha pha qua sát bà ra gù sáp ba tha quy mút ta ma na sơ na bu năng cha ti cha dân cha rằng u bệ hi si muôn cha bu rề muôn cha bắt cha tờ mạch chề muôn cha pháp quát sáp ba ra gù sáp ba tha quy mút ta ma na sơ na bu năng cha ti cha rằng u bệ hi si. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2. Dạ, cảm ơn Demen. Muôn trường âm nhấn chá đoạn chá bú hai đoạn âm rê trường âm thông thường, muôn trường âm nhấn chá đoạn âm bách trường âm nhấn chá đoạn âm tô trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn chê trường âm thông thường, muôn trường âm nhấn chá phá hai đoạn âm quát trường âm nhấn xá đoạn âm ba trường âm thông thường, rá đoạn âm gu trường âm thông thường. Bùn cha bu rề, bùn cha bắt cha tờ mạch chê, bùn cha pha quát sắp bà ra gu. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sắp trường âm nhấn, bắt trường âm nhấn, thá đoạn âm, quý trường. Sắp trường âm nhấn, bát trường âm nhấn, thá quý hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, tá đoạn âm, ma trường âm thông thường, ná đoạn âm, sơ trường âm thông thường, ná bú hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm thông thường, tí chá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, b trường âm thông thường, hí xí hai đoạn âm. Sắp bát tha quy mút ta ma na sơ na bu năng cha ti cha rằng u bề hi si.
Con xin đọc lại nguyên câu. Mun cha bu rê mun cha bát cha tơ mát chê mun cha phá quát sá bá ra gu sá bá thá quy mút tá ma na sơ na bú năng cha tí cha răng u bê hí xí. Bỏ quá hiện vị lai đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng tại sanh già. Và đây là bản chữ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con xin được kệ. Mến chào Sú Cá, mến chào Vinh Kính Pháp. Vừa vào đạo tràng, chuẩn bị nha. Như Quang ơi, bữa nay Như Quang đổi phông chữ. Vinh Kính Pháp lái xe hả? Dạ không sao. Như Quang đổi phông chữ, máy của Nhật Quỳnh không biết máy đạo tràng thấy làm sao. Máy Nhật Quỳnh thấy chữ nhỏ xíu mà Như Quang ơi, có thể làm cho nó to hơn được không? Dạ. Con xin được kể. Bình thường là sao? Kim Nhung có thấy chữ to như của chữ Nhật Quỳnh hay là chữ nhỏ? Nhật Quỳnh thấy bản chữ của Kim Nhung cũng nhỏ, dạ, giống như của Sú Khá cũng nhỏ luôn, dạ, nên không biết là tại máy Nhật Quỳnh hay sao. Dạ, bản chữ của Ngài lớn nè. Dạ, bản Ngài của to nè. Dạ, vậy là bản thoát mới là giống nhau hết rồi. Dạ. Dạ, con xin được kệ ạ. Mùn cha bu rê, mùn cha ba cha tô, ma chê mùn cha, ba qua sa ba ga ru. Sa ba tha vi mut ta ma na so na bu nang cha ti cha rang u be hi si mun cha bu re mun cha ba cha to ma che mun cha pha qua sa ba ga ru sa ba tha vi mut ta ma na so na bu năng cha tì cha răng u bê hi si. Dạ, con đã đọc và cũng đã phân tích, cũng kể xong. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Con có sai Ngài chỉ dạy cho con. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hôm nay Thầy Sĩ Như Quang đưa tay là thấy hoan hỷ ha. Thầy Sĩ Su Khá vô sao, trễ chân đò rồi. Trên 10 người đã đọc và quý vị quá tuyệt vời. Trường âm, đoạn âm, quý vị đã phân tích một cách rất là rõ ràng, chính xác. Cũng có những vị cũng bị vấp chút chút thôi, nhưng mà đó chẳng qua là chúng ta phóng tâm thôi. Thật sự ra thì quý vị đã rất là chuẩn trên cái vấn đề cơ bản. Thì đây cũng là một sự thành công. Chiếc Nguyên Trang không nghe hả? Alo, tại sao quý vị khác còn nghe chứ? Chiếc Nguyên Trang rồi, chào cho ngồi. Bây giờ chúng ta đi vào phần tự vận ha. Trường âm, đoạn âm, dòng đọc về Pali cũng như dòng kệ thì quý vị đã hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta phải hiểu ý nghĩa của câu Phật ngôn 384 qua tự vận. Mun cha phu rê, mun cha bát cha tô, mun cha phu rê, mun cha bát cha tô. Câu đầu tiên chúng ta có 4 từ. Vậy thì 4 từ này, 4 từ này ý nghĩa thế nào? Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của 4 từ này ha. Mùn cha, mùn cha, đây là một trường hợp của hồ cấp.
Alappana, tức là ra lệnh hãy buông bỏ, hãy bỏ xuống, hãy bỏ đi. Chữ muôn cha do tăng ngữ mút, do tăng ngữ mút. Đây là một cái động từ ha. Muôn cha, hãy buông bỏ, hãy bỏ đi, hãy bỏ xuống, vân vân. Rồi chữ pu rê, đây là một trạng từ. Trạng từ này có nghĩa là ở cái thời tương lai, ở phía trước, ở thời tương lai hay là ở phía trước. Muôn cha pu rê có nghĩa hãy buông bỏ phía trước. Muôn cha pu rê hãy buông bỏ phía trước. Rồi tiếp theo là muôn cha bát cha tô. Muôn cha bát cha tô, bát cha tô ở đây nó cũng là một trạng từ ha, nó cũng là một trạng từ. Mà bát cha tô có nghĩa là phía sau, phía sau, phía trước, phía sau. Hãy buông bỏ phía sau. Muôn cha bát cha tô, hãy buông bỏ phía sau. Phía trước tức là vị lai, và phía sau tức là quá khứ ha, bát cha tô. Rồi câu thứ hai, hãy buông bỏ phía trước, hãy buông bỏ phía sau, tức là hãy buông bỏ vị lai, hãy buông bỏ quá khứ ha. Rồi bây giờ qua câu số 2. Mắt chê mùn cha phó quá sa bà ra gù. Mắt chê mùn cha phó quá sa bà ra gù. Câu số 2 chúng ta cũng có 4 từ. Mắt chê mùn cha, mắt chê mùn cha, tức là chữ mắt chê do cái từ mắt cha ha. Nó được chia theo định sở cách số ít ha. Định sở cách số ít tức là sát tập mỹ quỷ phát thi hệ cao quá trần á. Cho nên mắt cha viên thành mắt chê. Mắt chê có nghĩa là ở phần giữa, mắt chê ở giữa, mà ở giữa quá khứ và ở giữa vị lai, đó chính là hiện tại ha. Mắt chê là hiện tại. Vậy thì mắt chê môn cha là hãy buông bỏ phần giữa. Mắt chê môn cha hãy buông bỏ phần giữa, tức là hiện tại ha, buông bỏ luôn cả hiện tại. Làm sao có hay thì còn cái gì Pawasaparagu ha. Pawasa do từ Pawa, Pawa là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Mà Pawa ở đây được chia theo sở hữu các số ít, tức là Chapti Vipati Ekavachana. Cho nên Pawa biến thành Pawasa. Pawasa là của kiếp sống hay là của sự hiện hữu? Pawasa của kiếp sống hay là của sự hiện hữu? Rồi chữ Pawasa. Rồi tiếp theo là chữ Baraku. Chữ ba rác gù. Ba rác gù chúng ta thấy tiếp đồng ngữ chữ ba rá ha. Chữ ba rá là một ha, rồi chữ gù là hai ha. Chữ ba rá nó là một danh từ trung tính, akaranta nó cùng sakalinga. Ba rá có nghĩa là khác. Rồi cái chữ gù ở phía sau á, do cái căn ngữ gam hay là cái động từ của nó là gắt chặt tí là đi ha. Nhưng mà chữ
Di Gu ở đây nó đứng trong cái dạng quá khứ phân từ, quá khứ phân từ, tức là nghĩa của nó là đã đi đến, mà đã đi đến, mà đi đến chỗ nào? Paragu, đi đến khác và quá khứ hiện tại vị lai. Thì Paragu ở đây có nghĩa là đi đến bờ kia, đi đến bờ kia. Paragu, đi đến bờ kia. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4. Sapat Sawimut Tamanaso. Câu số 3, Sapat Sawimut Tamanaso. Câu số 3, chúng ta có hai từ. Sapatha là một, Wimut Tamanaso là hai. Chữ Sapatha, đây là một trạng từ, có nghĩa là mọi phương diện, mọi nơi, mọi phương diện, mọi nơi. Mọi phương diện, mọi nơi, Sapatha. Rồi cái từ thứ hai, Vimuttamanaso. Vimuttamanaso do hai từ Vimutta, Vimutta. Chúng ta thấy đây là một cái dạng quá khứ phân từ, tiếp đồng ngữ quý ở phía trước, có nghĩa là sự chia lìa, rời khỏi. Rồi chữ Mutta do căn từ ngữ mút, có nghĩa là giải thoát, tự do, giải thoát, tự do. Vậy thì quý mô ta ở đây có nghĩa là đã được giải thoát. Quý mô ta đã được giải thoát. Rồi, Manaso. Manaso do cái từ Manasa. Manasa nó là một danh từ trung tính, Akranta Napum Sakalinga. Manasa hay là Manasa có nghĩa là tâm. Manasa có nghĩa là tâm. Vậy thì Vimutta Manaso có nghĩa là tâm đã được giải thoát. Tâm đã được giải thoát. Bây giờ chúng ta đến câu cuối cùng ha. Tâm đã được giải thoát. Câu cuối cùng, Nam phụ năng trà thi chạ rằng u pê hi si. Nam phụ năng trà thi chạ rằng u pê hi si. Câu cuối, Na có nghĩa là không ha. Rồi phu năng nó là một trạng từ, có nghĩa là lại nữa, lại nữa. Rồi từ thứ ba, cha thị cha rằng, cha thị cha rằng. Do hai từ cha tí và cha ra. Chữ cha tí nó là một danh từ nữ tính, y karan ta y thi linh ga. Cha tí có nghĩa là sanh ha. Rồi chữ cha răng do cái từ cha ra. Cha ra nó cũng là một danh từ nữ tính, a karan ta y thi linh ga. Nhưng mà cha ra ở đây được chia theo đối cách số ít, đu tỷ giao quỷ phát thí ê cao quá trình á. Cho nên cha ra biến thành cha răng. Vậy thì thì cha ra có nghĩa là già. Cha thí cha răng tức là sanh già.
cha thì cha văn có nghĩa là sanh già. Rồi cái từ cuối cùng upehisi, đây là một động từ số ít ha. Upehisi chúng ta thấy tiếp đầu ngữ upa nó ở phía trước và căn ngữ ý đi theo sau, mà căn ngữ ý này là do cái động từ gacchati đi ha. Upehisi ở đây có ý nghĩa đã đi đến, đã đi đến. Rồi như vậy thì qua cái phần từ vựng này chúng ta thấy ý nghĩa câu Phật ngôn 348: con hãy buông bỏ phía trước vị lai, hãy buông bỏ phía sau quá khứ, hãy buông bỏ phần giữa hiện tại là người đã đi đến bờ kia của hiện hữu, với tâm đã được giải thoát về mọi phương diện, con sẽ không đi đến sự sanh và sự già nữa. ý nghĩa của Phật ngôn 348: con hãy buông bỏ phía trước vị lai, hãy buông bỏ phía sau quá khứ, hãy buông bỏ phần giữa hiện tại là người đã đi đến bờ kia của hiện hữu, với tâm đã được giải thoát về mọi phương diện, con sẽ không đi đến sự sanh và sự già nữa. Ngài Hòa Thượng Giới Đức sao mà nó dài quá trời quá đất. Thôi bây giờ chúng ta chỉ lấy cái phần của Ngài Hòa Thượng Minh Châu đi. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả chớ vướng tại sanh già. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả chớ vướng tại sanh già. Như vậy là ý nghĩa câu Phật ngôn 348 về từ vựng. Quý vị thông qua ha. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Hay là quý vị thấy còn sớm quá? Chúng ta đi vào duyên sự nha. Rồi câu Phật ngôn 348. Trước khi đi vào duyên sự, chúng ta xin lặp lại để đưa lên cho bà con thấy chứ. Mùn cha phu rè bắt cha tù mắt chè mùn cha phao quá sa phà ra gù sắp bát ta huy mốt tam mà na sô na phu nằng cha ti cha rằng úp về hi si mùn cha phu rè mùn cha bát cha tù mắt chè mùn cha phao quá sa phà ra gù sắp bát ta huy mốt tam mà na sô na phu nằng cha ti cha rằng úp về hi si bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả chớ vướng tại sanh già. Trước khi nói lên duyên sự, còn vị nào muốn lên đọc nữa không? Alo, còn vị nào muốn lên đọc nữa hay không? Nếu không còn ai đưa tay thì bây giờ chúng ta hãy nghe duyên sự. Xong có còn duyên sự thì quý vị có thể thảo luận về câu Phật ngôn này ha. Đây là câu Phật ngôn cuối cùng trong cái phẩm tham ái tanh hà quốc gia.
Và sau cái phẩm tha mái này thì chúng ta đến cái phẩm hiền ký ban đi ta quốc gia. Rồi câu Phật ngôn ban tâm Phật thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Trúc Lâm. Chùa Trúc Lâm có tên là Quê Lu Quan. Tại chùa Trúc Lâm này, Đức Phật đã đề cập đến một cái vị đông công tử tên là Utgasena. Chữ Utgasena, Nhật Quỳnh đưa dưỡng sự này lên để cho bà con thấy. Chúng ta học câu Phật ngôn ca nhị 348 ha, thì nói lên cái câu chuyện của công tử Utgasena. Vào thời kỳ đó, ở trong thành Rajagaha, cứ khoảng 6 tháng hay là 1 năm, thì trong hai cái thời điểm đó có một cái đoàn khác khoảng 500 người đến cái kinh thành vương xá này để trình diễn những cái tiết mục độc đáo hầu cho Đức Vua, để Đức Vua được thưởng thức. Và cái đoàn này sẽ biểu diễn như vậy suốt trong cả 7 ngày đêm. Họ được Đức Vua ban thưởng rất là nhiều vàng ngọc. Sự ban thưởng của Đức Vua rất là dồi dào. Mà khi đại chúng đến xem biểu diễn nghệ thuật ấy thì cũng ban thưởng. Và thường thì đại chúng đến để tham dự thì mang cả giường, rồi cả ghế dài, cả những cái tọa cụ đến nơi trình diễn để xem và nghỉ tại cái vị trí đó. Ở trong cái đoàn xiếc này có một cô vũ nữ chuyên nghề nhào lộn ở trên không trung. Cô ta bắt một tấm ván ngang qua hai thanh tre cao, vừa đi vừa nhào lộn vừa ca hát trên cái tấm ván đó. Hoặc là cũng trên tấm ván đó, cô ta có những cái vũ khúc điêu luyện trên không trung, qua hai cái cây tre, qua hai cái thanh ván đó. Thì ở trong thành Rajagaha, thành vương xá này, có một công tử tên là Utgasena. Công tử này là con của một đại trưởng giả trong kinh thành, mà là quân một. Khi mà công tử đi đến vui chơi lễ hội, nhìn thấy cái cô vũ nữ biểu diễn nghệ thuật nhào lộn trên không trung với những động tác uyển chuyển mềm mại, cho nên tâm của cái vị công tử này phát sinh ái luyến. Công tử Utgasena bị ái nhiễm tấn công một cách mãnh liệt, cho nên khi trở về nhà suy tưởng đến hình bóng của cô phụ nữ mới quyết tâm: nếu mà ta không được nàng phụ nữ này, chắc ta phải chết thôi. Sự sầu não làm cho công tử Utgasena trượt thực với cái dáng u lụ. Song thân mới gạn hỏi: này con thân, con đang bị bệnh cái gì vậy? Dạ thưa cha mẹ, nếu mà con không được nàng vũ nữ đó lấy làm vợ thì chắc con phải chết thôi. Này con thân, con chỉ nên áo ước như thế, cha mẹ sẽ tìm cho con một cô tiểu thư môn đăng hộ đối đối với nhà của ta. Bỏ mặc những lời khuyên của cha mẹ ngoài tai, công tử Utgasena vẫn im lặng mơ tưởng đến hình bóng của nàng phụ nữ ấy. Song thân khuyên giải rất là nhiều lần nhưng mà không được, không thể nào làm cho chàng công tử này thay đổi ý niệm. Cho nên nhờ những người thân đến khuyên giải, nhưng mà rồi cũng vô ích. Công tử vẫn khăng khăng giữ mãi ý định của mình. Cuối cùng hai ông bà trưởng giả đành phải nhờ người đi đến đoàn hát gặp các ông trưởng đoàn
trao cho 1.000 đồng tiền vàng, mời ông đến nhà. Này ông hãy nhận số tiền này đi, rồi hãy gả con gái của ông cho con của chúng tôi. Thưa ông bà, bây giờ tôi có nhận tiền lớn như thế này, nhưng tôi không thể gả con gái cho công tử được. Vì nếu mà vắng con gái tôi thì đoàn hát sẽ thất thu ngay. Nó là cột trụ của đoàn hát chúng tôi. Này ông chứ nên nói như vậy. Nếu con trai tôi mà không cưới được con gái của ông thì nó sẽ chết mất thôi. Thưa ông bà, nếu công tử mà không cưới được con gái của tôi thì sẽ chết. Thế thì công tử hãy theo cái đoàn hát của chúng tôi đi. Bây giờ chúng tôi sẽ gả con gái cho cậu đó. Hai ông bà báo tin cho công tử biết. Công tử bảo rằng: ồ, nếu thế thì con đi theo đoàn hát. Và công tử Uttasena đã đi theo đoàn hát. Mặc cho những cái lời khuyên giải thiết tha của song thân, người chủ gánh hát gả cho công tử Uttasena đúng như lời hứa. Công tử cùng đoàn hát trôi nổi lang bạc qua các làng mạc thị trấn kinh thành để biểu diễn nghệ thuật nhào lộn trên không. Nàng vũ nữ làm vợ công tử chẳng bao lâu thì có mang và hạ sinh ra một đứa bé trai. Một hôm cô ta cùng với con đùa giỡn, nhìn ra thấy công tử đang lấy cỏ cho bò ăn và chất những tặng phẩm lên xe, thì cô ta mới hát kêu cợt chồng: này con của người giữ xe, con của người chấp hàng, con người chẳng biết làm cái gì hết. Nghe cậu hát đùa cợt đó thì công tử Uttasena hú thẹn hỏi vợ: có phải là hát trêu cợt ta chăng? Này anh, sự thật là như vậy mà. Nếu là như thế, anh sẽ bỏ đi chỗ khác. Này anh, sự ra đi hay ở lại của anh có làm thiệt thòi hay lợi ích gì cho đoàn đấu? Thế rồi cô ta tiếp tục nô đùa cùng với con với những câu hát trêu cợt chồng như thế. Được biết rằng nàng vũ nữ ấy ý vào nhan sắc cùng với nghệ thuật nhào lộn trên không trung, nên chẳng nể nang gì chồng hết. Bất cứ chuyện gì, công tử Uttasena mới suy nghĩ: ồ, cái cô này kiêu hãnh như thế do dựa vào cái gì? Và khi biết rằng do nghệ thuật nhào lộn trên không, thì công tử mới suy nghĩ: thôi được, ta sẽ cố gắng học lấy cái nghệ thuật này. Rồi đi đến với cha vợ, học nơi ông ta cái nghệ thuật, cái tài nghệ, cái sở trường, cho đến khi thông thạo và khi trở thành một nghệ thuật gia nhào lộn trên hư không rất là xuất sắc, theo đoàn hát đang bạc khắp nơi, rồi tuần tự trở lại thành vương xá. Bây giờ công tử Uttasena mới thông báo rằng: kể từ hôm nay trở đi, sau 7 ngày nữa, công tử Uttasena sẽ biểu diễn nghệ thuật trên không trung. Đại chúng hãy đến xem cái tài nghệ của công tử Uttasena. Rồi vào ngày thứ 7, khi đại chúng tụ hội đông đảo nơi biểu diễn, thì công tử Uttasena đi đi lại lại trên hai tấm ván cao 60 hát tay, khoảng 30 mét, và đứng trên tấm ván đó. Cũng trong ngày hôm đó, vào buổi gần đông, Đức Phật dùng Phật ý tỏa ra khắp thế gian tìm người hữu duyên nên tề độ. Thì Ngài thấy Uttasena trong bổn trí của mình, Ngài phán xét cái nguyên nhân đấy, và Ngài biết được rằng hôm nay thanh niên Uttasena
đứng trên tấm ván để biểu diễn nghệ thuật nhào lộn. Đại chúng hội họp nơi đấy để xem y biểu diễn. Như Lai sẽ thuyết lên bốn câu kệ trong bốn hội chúng ấy, và sẽ có 84.000 chúng sanh chứng ngộ để nghe pháp, và cả thanh niên Utkasena cũng chứng đạt được quả vị A La Hán. Rồi Đức Phật cùng chư tỳ kheo đi vào thành khất thực. Lúc bây giờ công tử Utkasena đang ra hiệu cho đại chúng hãy chú ý, chàng sẽ biểu diễn nghệ thuật trên hư không. Chàng nhào lộn trên hư không bảy vòng, rơi xuống tấm ván bắc cao 60 hạt vai. Để vỗ tay hoan hô tán thán thì Đức Thế Tôn cùng chư tăng ngự đến. Ngài dùng thần thông lực khiến cho đại chúng không màng đến Utkasena nữa, mà chỉ chú tâm vào đoàn tăng lữ có Đức Phật đang dẫn đầu. Khi ấy công tử Utkasena trong thấy cảnh này, tâm tư sầu muộn, vô cùng chán nản và nghĩ rằng đại chúng này chẳng màng gì ta cả. Nghệ thuật này ta chỉ biểu diễn tại đây mỗi năm có một lần. Thế nhưng khi Bậc Đạo Sư ngự đến thì đại chúng không chú ý gì đến ta, thì sự chú tâm chiêm ngưỡng đến Đức Thế Tôn và Chư Tăng mà thôi. Sự biểu diễn nghệ thuật này của ta thật là vô ích. Khi mà biết được ý nghĩa của Utkasena, Đức Phật dạy trưởng lão Moggallana: này Moggallana, hãy đi đến nói với Utkasena như thế này: ngươi hãy biểu diễn tài nghệ nhào lộn trên không trung đi. Trưởng lão Moggallana vâng lệnh dạy của Đức Thế Tôn, đi đến nói với Utkasena bằng kỳ ngôn rằng: mời Utkasena, người nhảy múa, người có nhiều sức mạnh, xin người hãy nhìn đây, xin người hãy làm cho đại chúng vui thích phấn khởi lên đi. Công tử Utkasena khi nghe trưởng lão Mục Kiền Liên nói như thế thì vô cùng phấn khởi hoan hỷ: ồ, Bậc Đạo Sư muốn xem tài nghệ của ta. Rồi Utkasena đứng trên tấm ván nói lên kệ ngôn rằng: xin mời ngài Moggallana, bậc có nhiều trí tuệ, có nhiều thần thông, xin ngài hãy nhìn đây, tôi sẽ làm cho hội chúng vui thích và phấn khởi. Khi đã nói xong, từ nơi tấm ván phóng mình lên trên hư không, nhào lộn đến 14 vòng, rồi quay trở về đứng trên tấm ván như trước. Lúc đó Bậc Đạo Sư phán dạy rằng: này Utkasena, lẽ thường người trí hằng bỏ sự luyến ái đối với các uẩn ở trong ba thời quá khứ, vị lai và hiện tại để thoát khỏi mọi khổ đau sầu muộn như là sanh và già. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 300 mấy bà con, 384 hả? 348 chứ. 48 mà là 84 dữ vậy. Để lặp lại câu Phật ngôn này ha. Muôn cha phu rè muôn cha bát cha tổ mắt chê muôn cha phá hoa sắp bà rất vù sắp bát ta huy mô tâm mà nã sổ nã phụ năng cha tích cha rằng u phê khí sĩ bảo quá hiện vị lai đến bờ kia cuộc đời ý giải thoát tất cả chớ vướng tại sanh già. Khi mà Đức Phật nói lên câu Phật ngôn này thì 84.000 chúng sanh chứng ngộ pháp nhãn. Riêng công tử Utkasena đang đứng trên tấm ván trên hư không chứng đạt quả vị A La Hán cùng với tuệ phân tích, và từ trên tấm ván phóng xuống đảnh lễ dưới chân Bậc Đạo Sư với cái tư thế ngũ thể đầu địa, bạch xin xuất gia với Bậc Đạo Sư. Đức Thế Tôn đưa tay phán rằng: ê hiếp thích khu,
hay là đây thực hành tam hạnh để chấm dứt khổ đau. Lập tức râu tóc của công tử Ukkasena rụng hết, trên thân xuất hiện 8 món vật dụng của bậc xuất gia. Tuy mới xuất gia nhưng mà trưởng lão Ukkasena có tăng tướng như là một vị sa môn trăm tuổi hạ. Rồi vào buổi chiều, chư tăng ngồi tại thiền pháp đường hỏi trưởng lão Ukkasena: Này hiền giả Ukkasena, khi mà hiền giả rời tấm ván phóng từ trên cao xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, hiền giả có sợ sệt gì hay không? Này chư hiền giả, tôi không còn sợ hãi gì hết. Các vị tỳ khưu cho rằng trưởng lão Ukkasena khoe pháp bậc thượng nhân, nên em đem câu chuyện này trình lên Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, hiền giả Ukkasena nói rằng tôi không còn sự sợ hãi như thế nữa. Vì ấy là nó không thật, và sự thật không được vì ấy nói lên. Này các tỳ kheo nào đã cắt đứt mọi triền phược giống như Ukkasena, con của Như Lai, thì không còn phải lo sợ gì hết. Và Đức Phật Ngài đã nói trong cái phẩm Bà La Môn rằng khi mà đã cắt đứt mọi triền phược, người không còn dao động, không còn run sợ, ta gọi người đó đã vượt qua khỏi các triền phược, đó chính là một vị Bà La Môn. Rồi sáng hôm sau, các vị tỳ kheo là cùng nhau bàn luận ở tại giảng pháp đường. Này chư hiền, do nhờ cái người con gái vũ nữ mà một người có duyên lành chứng đắc thánh quả A La Hán phải đắm đuối cô ta, phải bỏ cả thân tộc đi theo cô ta, chẳng hay đó là nhân duyên cái gì vậy? Thì đó Đức Phật người đến và phán hỏi: các ngươi đang luận bàn về vấn đề gì, và vấn đề gì đang được khởi lên? Các vị tỳ kheo mới đem câu chuyện của trưởng lão Ukkasena vì ái dục, vì nữ sắc mà đã từ bỏ gia đình đi theo tiếng gọi của con tim. Khi đó thì Đức Phật Ngài dạy rằng: Này chư tỳ kheo, đây là hai cái nhân duyên mà tỳ kheo Ukkasena đã tạo trong quá khứ cùng một lúc. Khi nghe như vậy thì các vị tỳ kheo mới thỉnh Đức Phật nói lên cái duyên của bổn sanh. Đức Phật cho biết rằng trong thời mà Đức Chánh Đẳng Chánh Giác có hồng danh là Kassapa đã niết bàn. Đây là Đức Phật Ca Diếp trước thời kỳ Đức Phật Vua Tam Ác của chúng ta ha. Thì cái ngôi bổ tháp bằng vàng thờ xá lợi của Ngài được kiến tạo ở trong cái thành Varanasi. Các thị gia nam tử ở trong thành Varanasi mang rất là nhiều xe vật thực đi đến tháp vàng với ý định: chúng ta sẽ kiến tạo ngôi bổ tháp thờ xá lợi của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác. Bây giờ thì có đôi vợ chồng thiện gia tử cũng sắm sửa vật thực trên đường đi đến nơi xây dựng bảo tháp. Chợt người vợ trông thấy vị thanh tăng A La Hán đang trì bình pháp thực, thì nàng với nói với chồng rằng: Này anh ơi, ngài của chúng ta đang đi pháp thực, trong xe của chúng ta có rất là nhiều vật thực, vậy thì anh hãy thỉnh bác của ngài đi, chúng ta sẽ cúng dường vật thực đến cho ngài. Sa thú lần thay, này em, người chồng thỉnh bác vị thanh tăng, có cả hai vợ chồng cúng dường vật thực đến ngài. Người chồng dâng bác đến vị trưởng lão, xong rồi cả hai đảnh lễ dưới chân của vị thanh tăng vô lậu, phát nguyện rằng: Bạch ngài, xin cho chúng con được chứng ngộ an lạc pháp mà ngài đã chứng ngộ. Là một bậc thánh vô lậu, cho nên trưởng lão dùng chỉ quán sát biết được cái lời ước nguyện của hai vợ chồng sẽ được thành tựu trong vị lai, cho nên ngài khoan hỷ mỉm cười.
Ích-chi-tăng, Bát-chi-tăng, Tôn Thần, Thế Phật Mê, Quát-sa-mít-chà-tú. Người ước nguyện như thế nào thì sẽ thành tựu như thế đó. Nhưng mà khổ một cái khi mà Ngài mỉm cười như vậy thì người vợ trong thấy Ngài mỉm cười mới nói luôn chồng rằng: này anh, Ngài của chúng ta mỉm cười giống như là người múa hát cười. Thì người chồng chẳng kịp suy nghĩ gì mới nói theo vợ: này em, ừ, cũng đúng thật như vậy. Rồi họ lại tiếp tục lên nữa: đây là cái tiền nghiệp của họ khi vợ chồng thì gia từ đó bán tuổi thọ tái sanh về Đau Lợi Thiên Cung, rồi họ trôi lăn theo cái dòng luân hồi sinh tử. Người vợ tái sanh lại làm cô gái của người chủ đoàn hát xiếc, còn người chồng tái sanh vào gia tộc của trưởng giả có tên là Utgasena. Thời trước do đồng ý với vợ cho nên trong kiếp này công tử Utgasena mới đắm say nàng vũ nữ, lìa bỏ gia tộc cùng thân hữu để đi theo cô vũ nữ là như thế. Còn cái người vợ do cái quả dị tục nói vị thánh tăng như là người làm xiếc khi mỉm cười, cho nên nàng ta trở thành một vũ nữ làm xiếc trên hư không. Này nữa, do cái phước nguyện đạt thành quả vị vô lậu nên Utgasena chứng đạt bất tử pháp là như thế. Còn nói về nàng vũ nữ, khi thấy chồng mình đã xuất gia sống đời phạm hạnh trong pháp luật của Đức Thế Tôn thì cô ta suy nghĩ đường lối nào của chồng ta đi thì cái đường lối ấy cũng chính là của ta, và cô ta cũng xin được xuất gia trong ni chúng. Chẳng bao lâu tinh tầm hành sa môn pháp chứng đắc vô lậu thánh quả. Nhân sự này cho chúng ta thấy rằng con ông bá hộ mến cô đạo đành bỏ giao phong học lộn nhào kiếp trước vợ chồng chung đẻ bác vì câu nói quấy phải gian lao đền xong tội miệng phước theo liền Phật độ hai người đủ thiện duyên ngũ uẩn ba đời không dính mắt đâu còn sanh tử đâu còn sanh lão tử liên liên. Như vậy thì trong cái phẩm Ái Dục đây là câu chuyện cuối cùng ha. Chúng ta sẽ qua phẩm Hiền Trí với câu Phật ngôn 349, 350. Nhưng mà trong duyên sự câu Phật ngôn này: alo, chào huynh Giang Nhất Hà, Thái Bộ Hoan Hỷ ha. Nghe duyên sự sao một cái nhà, bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, coi như cuốn gói để mà tương tư cái nàng vũ nữ. Thế mà huynh Giang Nhất Hà cũng thấy cũng hoan hỷ ha. Tiếng gọi của con tim bỏ ăn đòi cho được cô ta, rồi khi cưới về đi ở lẻ nữa chứ, rồi đi học cái nghề nhào lộn. Trước khi mà học nghề thì chẳng có biết gì, là một công tử mà, rồi phải đi cắt cỏ cho bò ăn, rồi đi thu xếp vật dụng làm giống như người tùy tùng. Rồi khi mà bị vợ khi dễ quá đi, nó là người vô tích sự, mà thật sự đâu biết gì. Tức quá, cô ta tại sao được người ta tôn trọng nhờ cái nhà cái nghề nhào lộn ha. Thì bây giờ mình cũng đi học nghề đó tới sáng hay là ông cha vợ ông thường ha, anh truyền nghề hay là không có dấu nghề, thay vì lộn 7 vòng thì bây giờ là lộn lên được 14 vòng. Như vậy là coi như gấp đôi cô ta rồi. Thế là cô ta chỉ lo giữ con, nấu cơm, còn những cái chuyện mà tuyệt vời ở trong cái đoàn xiếc thì Utgasena bao thầu hết, nổi tiếng như cồn ha. Cái này là huynh Giang Nhật Hà nghe cái chỗ này ha, vượt lên chính mình, đứng trên đôi chân của chính mình
thì huynh gia nhắc hà sa thú sa thú. Thôi mời huynh gia nhắc hà có ý kiến đi. À alo, có bắt trước anh chàng út cá xe ná này không? Huynh gia nhắc hà đưa ta lên đi. Cái này không có hỏi mấy cô nghe, hỏi huynh này gia nhắc hà nghe. Thôi rồi chết ngộ rồi, chạy mất tiêu rồi ta. Cái gì không có ý kiến? Trời ơi, cái chuyện này nói về công tử Utkarsena thì bây giờ huynh phải đại diện cho bên nam tử chứ, phải đại diện bên nam chứ, còn huynh chính ngộ có chạy mất tiêu rồi hả? Hả? Còn huynh tinh pháp nữa nè. Alo, huynh tinh pháp à, huynh Giang Nhật Hà à, đúng rồi, công tử Giang nè đó, không chỉ Tử Giang nè, rồi vũ nữ Nguyên nè, bên Nguyên nè, bên Giang nè, rồi huynh tinh pháp rồi. Nam mô Bụt Dạ, Nam mô Tham Mây Dạ, kinh Đinh Lễ Chư Tôn Đức Tăng, thứ bà tu nữ Đạo Tràng. Dạ, thưa sư, con đang lái xe, con rất là muốn tham gia ý kiến với sư, mà con đang lái xe, con sợ cảnh sát bắt một lần rồi sư. Dạ, con kính xin hẹn kỳ tới, sư. Dạ, thưa Phật. Alo, quý vị thấy à, Quỳnh Thanh Pháp mà nghĩa là đang lái xe mà đã vi phạm lần rồi, nhưng mà không phải trình bày cho bà con biết á, đang lái xe, đang bận rộn. À, trong khi Quỳnh Giang Nhật Hà thấy đánh rỗi như vậy, vừa dùng kinh hay nè, vừa dùng kệ cũng hay nữa nè. À, rồi tại sao mà không có ý kiến? Người ta bận rộn mà người ta còn cầm mic rồi ta nói được. À, Huynh à, Huynh Giang nghĩ sao? À, Huynh Giang nghĩ sao mà coi như nam như chi chí mà sao kỳ cục như thế? À, giọng kinh đọc cũng tuyệt vời ha, giọng kệ đọc cũng hay quá trời luôn à. Ê, cái bà nhiều chuyện này từ từ đi. Nãy giờ nói quá trời quá đất rồi, bây giờ còn muốn lại nói gì nữa? Người ta mời bên nam mà mời bên nữ đâu? À, cái chuyện này nói về công tử Utkarsena chứ đâu có nói đến cái 1116 đâu. Rồi Huynh Giang nghĩ sao? À, thấy khổ một cái là nghĩa là thiện nam ít quá, bị nghĩa là người ta nói gì âm thịnh mà dương suy à, khổ cái vậy đó. À, vô cái lúc này bị người nữ coi như là nó chèn ép la lối hoặc là nhiều chuyện, trong khi á, thì Huynh Giang này chỉ là một nè, Huynh Tính Pháp là hai nè, Huynh Tính Ngộ là ba nè, những người mà chúng tôi thấy rất là khâm phục ha. Nhưng mà khi mà mời lên thì sao mà Huynh Giang sao khiêm tốn quá vậy? Alo, chạy hết rồi hả? Chạy hết rồi hả? Ồ, vậy đó, không phải vậy chứ. Thầy phải năn nỉ khổ thiệt, đàn ông gì đâu mà phải năn nỉ thế này ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sân Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con không có ý kiến gì hết sư, mà con không biết sao mà cái công tử Utkarsena này mà có cái nhân duyên gì mà được lọt vô được cái võng trí của Đức Thế Tôn, mà cũng đang có vợ con như vậy mà nghe được câu kệ ngôn này nên chứng đắc. Con thấy cái phước quá lớn, con thấy cái duyên sự rất là hay, nhưng mà con cũng không biết
ý kiến như thế nào. Dạ, không biết sao mà có được những cái phước báu rất là lớn như vậy. Dạ, con xin gửi mic lại cho sư và đạo tràng. Con xin cảm ơn sư. Hello, 123123. Sư thầy nói là bỏ bát cho vị A-la-hán ha. Đó là sư thầy. Cái gì cũng có nhân có duyên hết. Mà đối với Đức Phật á, đâu phải là thành một cái vị toàn giác là dễ đâu. Nguyện trong tâm mà, rồi phát nguyện ra lời, rồi từ trong tâm, từ phát nguyện ra lời, nó còn nằm ở trong bất định Bồ Tát. Chứ có cái gì bất định Bồ Tát, tức là dầu mình đã phát nguyện ra lời nhưng mà chưa được thọ ký, cũng không có có xác định được là thời gian nào mình thành Phật. Phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, rồi khi mà được một vị Phật toàn giác thọ ký thì mới mới biết được là cái thời gian nào mình thành Phật. Ví dụ như 4 A Tăng Kỳ, 8 A Tăng Kỳ hoặc 16 A Tăng Kỳ là các vị Bồ Tát đã được thọ ký qua những cái hạnh đức tin, tinh tấn và trí tuệ. Thì trong thời gian mà thực hành cái hạnh của mình á, là trước tiên tự mình là phải giác ngộ này, tự mình phải chứng đạt quả vị là toàn giác này. Rồi khi mình nắm được cái sự thật đó thì mình phải hướng về thân bằng quyến thuộc này để mà tế độ, tức là cứu vớt hoặc là giúp đỡ cho những người trong thân quyến. Rồi cái điều thứ ba nữa nè, là những người hữu duyên không phải là bà con họ hàng của mình. Cho nên trong 10 hồng danh thì Đức Phật có một cái hồng danh là Purisa Thammasa, tức là tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Mà tế độ những người hữu duyên nên tế độ thì nó nằm trong năm cái Phật sự của Ngài. Năm Phật sự tức là suốt 45 năm ha. Suốt 45 năm tại thế thì Đức Phật dù trời mưa trời nắng trời bão, số năm hiện giờ đương tới nữa, Ngài cũng thực thi, chứ không phải là nó bão là chùm bề nằm ngủ à. Thì buổi sáng là ôm mình phát đi các thực, đó là Phật sự đầu tiên. Buổi chiều thuyết pháp đến cư sĩ trong đó vua hoàng ha. Rồi buổi tối điều thứ ba giáo giới các vị tỳ kheo về hàng quốc gia. Rồi buổi khuya trả lời những câu hỏi của các vị chư thiên Rồi khi hừng sáng thật quán coi chúng sanh nào hữu duyên nên tế độ. Thì cái điều thứ năm này là cái điều mà Huynh Giang thắc mắc này. Thắc mắc sao, tại sao mà có vợ có con như vậy ha, tại sao có vợ có con như vậy sống sung sướng với tiền bạc mình nhào lộn tới 14 vòng trên hư không mà cao 30 thước mà tiền bạc vô ào ào vậy. Nghe câu Phật ngôn 348 ngày lại thành một quý vị A La Hán ha. Thì do cái nhân duyên quá khứ nè, hai vợ chồng như Xích Hà đã nói nè, bỏ bát cho một vị A La Hán. Mà khi để bát cho một vị thánh tăng như vậy thì quả báo nhãn tiền. Và trong cái lời nguyện á, lời nguyện của hai vợ chồng này á, là chứng được pháp mà Ngài đã đắc. Tức là cái vị A-la-hán đó đoạn tận khổ đau ha, đoạn tận không còn sanh tử luân hồi, không còn phiền não. Thì vị A-la-hán này được cái gì? Thì cái lời nguyện của hai vị này với cái tâm trong thật trước khi làm, khi đang làm và sau khi làm xong, tâm hoan hỷ trong thiện sự đó. Cho nên phát nguyện và đức vị A-la-hán này đã thấy được
cái nhân và cái quả, cho nên phúc chúc liền ấy chỉ tâm bá thì tăng công hành thiết phẩm bay quốc sanh trợ phú. Đây là người ước nguyện thế nào sẽ thành tựu như thế đó, à bảo đảm, à mà chính như vậy là à cái gì cái gì quả khéo nguyện á, quá khéo nguyện á, rồi này như vậy là hiểu rồi ha. Vậy khi mà hiểu xong rồi thì cũng hết giờ rồi. Hiểu xong rồi hết giờ rồi. Có đặt câu hỏi hay như vậy đó mà còn cỡ cái gì không biết, năn nỉ không chịu lên. Trong khi đó Quỳnh Thánh Pháp mà đi chạy xe nó từng bị phạt này, mà cũng lên cầm mic nói lý do. Rồi lần sau nhanh tay lại mất một chút nha, hết giờ rồi. Rồi xin kết thúc ngày đây. Với ước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để trở thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin oai lực vô biên chia toàn giác độc giác và tinh văn chính chúng. Hộ trì bốn tăng ni và phần nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa chấp quá trì na sô thị vô vô tụ sập và đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ha. Bye.